Đến từ Kiều Châu, ngày xưa là Hồng Tài ca dung với Bằng Kiều, Bằng Kiều về bển, bữa nay Hồng Tài ca với Bằng Cào. Anh Tùng Chùa bây giờ anh tấu hài luôn rồi. Là tôi với Hồng Tơ chuẩn bị bỏ nghề được rồi. Ca thua ổng rồi, bây giờ ổng hài luôn rồi. Thì hôm nay bữa nay Hồng Tài rất là vui, vô tình gặp lại anh Tùng, rất là mừng anh. Thì Hồng Tài nhờ anh Tùng đơn, Hồng Tài đến cái gì mà nhạc phẩm được mang tên Người Đến Từ Kiều Châu. Và Hồng Tài hát nhạc Hoa nhưng mà lời Việt là Hồng Tài chế. Rồi lời hay nhạc chế. Là đàn ông ai mà không khoái có bồ, lựa con gái chân dài mới chịu quen. Trời ơi tôi chân ngắn thường. Mà tôi đây vẫn thích bà già, là phi công cũng sướng cái đó mà. Quen nhau như hai chị em trong tình tâm nhà. Mình khen nen đẹp măng mà đèn đã tắt, sâu đẹp thì cũng giống nhau, giống nhau, giống nhau. Giam liều, giam liều, giam liều, giam liều, giam tầng 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 với người yêu. Mặn cho thế nhân cười, dân cứ sống vui tươi, ôm nàng giống như ôm chị hai. Quý vị khán giả rất là nhiều. Hay quá đại ca. Ngồi cho anh kia. Dạ dạ em ngồi cái chòi, em ngồi chòi về.